cần phải trả lại đúng lịch sử của nó. Đặc biệt tờ báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên đã phát động phong trào này cần phải lên tiếng để tôn trọng. Từ Đèo Le mà quý vị chạy vô khoảng chừng 13-14 cây, chắc hơn á, tại chỗ này là 13-14 cây rồi, là quý vị sẽ gặp cái chợ Trung Phước, là chợ rất là xưa nha quý vị. Từ thời cụ, trước thời cụ Ngô Đình Diệm á, qua cái chợ Trung Phước là nó gặp cái sông Thu Bồn. Hồi xưa người ta, hồi xưa dân trong này mà khi phía Bắc Việt nó chiếm á, là nó chạy ra Trung Phước, nó đi cano về Hội An, về Đà Nẵng. Còn bên đây nè, bên tay trái quý vị đó, cái đỉnh Cà Tang đó, năm 1000 ông đưa đò, ông đưa cái chết lần đò nó sập, nó chìm chết lần mười mấy đứa học sinh á. Thành thử báo nó viết là tang thương trên đỉnh Cà Tang. Báo Thanh Niên hay báo Tuổi Trẻ, người ta làm cái cục từ thiện, người ta mới khuyên góp, người ta xây được cái cầu gọi là cầu Nông Sơn đó quý vị, bắt qua mỏ xăng Nông Sơn đó. Chút nữa quý vị sẽ thấy đây là đường nè, đường bên tay trái là cái đường rẽ ra cái huyện Nông Sơn, còn đường bên tay phải này là đường cũ nè, đi để đi vô cái chợ Trung Phước. Thì cái vùng đất này hồi xưa nó vẫn thuộc huyện Quế Sơn nha quý vị, sau này nó mới đổi thành Nông Sơn. Còn trên cái cầu vượt đó là cái cầu đi ra hướng Mỹ Sơn à, là từ đây ra Mỹ Sơn chỉ có 18 cây thôi, đi qua cái cầu Phượng Rạng luôn. Bây giờ cái vùng này thuộc Nông Sơn rồi. Để tôi đi cái đường này là tôi đi từ dưới đầu cái chợ Trung Phước mà hướng từ Mỹ Sơn qua đó, cho quý vị coi cái chợ Trung Phước. Rồi tôi chạy tới cái cầu mới làm, rồi gọi là cái cầu Nông Sơn. Còn cái núi mà cái núi trước mặt quý vị đó là cái núi của Đại Bình. Trước đây gọi là Đại Bường, ở trong đó nó có cái vườn trái cây mà được ví như là của miền Tây Nam Bộ. Như tôi vô đó rồi, thật ra nó nhỏ lắm. Ở miền Tây bất cứ một cái vườn của ai cũng to như cái như cái làng Đại Bình đó vậy. Đó, tới đây là cái đường cũ nó chảy nè. Thấy chưa? Cầu Nông Sơn, ba cái số, Mỹ Sơn 18 cây. Sau khi nó làm cái con đèo Phượng Rạng đây nè, thì đi từ đây đi ra Quảng Nam rất là gần, đi ra Đà Nẵng rất gần, đi ra Thánh Địa Mỹ Sơn. Đó, bắt đầu vô đây là vô tới cái cầu, vô chợ đó, khu vực chợ Trung Phước rồi đó. Chợ Trung Phước đó vậy đây. Sáng sớm mà đi từ ngoài kia vô là thấy sương mù đó. Cái này tôi đi hơi trưa rồi, chắc chợ cũng vắng nè, khúc trên mới sung. Đường này là đi thẳng lên hòn Kẽm Đá Dừng, một địa danh nổi tiếng của xứ Quảng Nam Đà Nẵng nha quý vị. Tôi đi rồi cũng đẹp, mà dọc Trường Sơn thì nhiều chỗ đẹp như cái hòn Kẽm Đá Dừng lắm, chứ không riêng gì hòn Kẽm Đá Dừng. Đây mới là trung tâm của chợ. Xung chưa? Người đẹp Trung Phước, tiệm vàng rồi tá lạ, bún chả cá, cơm gà, bú xuồng. Cái này là cái đường nha quý vị, ở phía bên tay phải là đi vô trong đó chợ cá, chợ thịt rất là sôi động. Còn cái này là cái trục lộ chính này, đi ngang cái chợ thôi. Nhưng mà người ta buổi sáng người ta cũng bày ra đây, người ta bán nhiều lắm.
ở phía trong đó là nó có cái chợ thơm, là bán thơm trùm luôn, bây giờ cũng còn, cũng còn nhưng mà không có còn nhiều như hồi xưa. Chắc là trước 75 nó chỉ bán thơm thôi, nó chưa, mức độ nó chưa phát triển, đường xá chưa phát triển. Chợ thơm rồi mít rồi đó mới tập trung rồi đó, mới chở xuống Hội An, mới chở xuống Quảng Nam. Cái này là mít trùm nha quý vị. Đó, bên tay trái là đi, bên tay trái là đi vô cái trung tâm của Nông Sơn bây giờ, còn bên tay phải là đi thẳng ra cầu Nông Sơn. Có nghĩa là từ đây ra cái cầu Nông Sơn 3 cây số. Tôi chạy qua cái cầu cho quý vị coi. Phía sau là phía bên tay trái chứ không phía sau gì, là bây giờ quý vị là người ta quy hoạch cái thị trấn Nông Sơn ở trên đó. Rất lớn. Cái này cái đường làm. Kẻ đi cái đường cũ. Nếu mà đi đường kia nó nhanh lắm nha. Đường to chạy về bèo. Đường rất lớn mà đường dẫn vô trung tâm huyện mà. Đâu nhỏ được. Đỉnh Cà Tang, núi Cà Tang. Con đường này là con đường chính hồi xưa đây chứ. Nhưng mà sau khi người ta làm cái trung tâm huyện Nông Sơn bên kia, người ta chắc là chưa có thời gian để sửa chữa lại. Thấy ngoài đường là người ta làm rồi đó. Đấy, nhà dân lâu đời ở đây không đó chứ. Chứ ngoài kia là mới không đó. Bán cá. Hãy về nhắn với nậu ngùng, mít non gửi xuống, cá trùng gửi lên. Vùng này là mít. Mít này, mít gì hồi xưa là trâm nha quý vị. Tập trung mít ở đây bắt đầu. Lúc nó ghe thôi, không có đường bộ đâu, lên nó chở cá trùng từ Tam Kỳ, Hội An, Quảng Nam rồi lên đây. Bắt đầu chở mít xuống. Đó là chuyện hồi xưa thôi. Xa xa là nhìn thấy cái cột cao cao đó là cái mỏ xăng Nông Sơn trọng rồi đó quý vị. Đây, cầu Nông Sơn, đường đi thẳng đó quý vị, đi thẳng lên, còn cảm đã dừng luôn đó, đi lên quế gì trên đó nhiều lắm. Cầu Nông Sơn mới, như vậy là cầu Nông Sơn cũ này người ta rào lại rồi, đây, tôi chạy vô cái cầu Nông Sơn cũ này. Cầu yếu, chỗ này nó có cái bảng này, đây cầu Nông Sơn cũ này, thôi tôi đi luôn cũng được, rào lại nó không cho xe ấy thôi. Đơn vị thi công công ty cổ phần xây dựng Quảng Nam. Đây. Này đây. Một phải đứng lên quay. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận công trình cầu Nông Sơn. Gì đây? Công trình thi đua chào mừng 30 năm giải phóng Quảng Nam. 24/3/75, 24/3/2005. Quyết định gì đó. Một sự khác biệt. Lúc 2000. Để tôi nhớ coi. 2007, 2008 tôi về đây thì chỗ này nè, chỗ cái cầu Nông Sơn này là cái cầu cũ nè, người ta có một cái bảng là
cái cầu Nông Sơn là công trình khuyên góp do báo Thanh Niên làm để giúp đỡ cái vụ mà một ông lão đò đưa thuyền qua cái sông Thu Bồn này và không may mắn lật đò chết mười mấy em học sinh. Bây giờ đã có sự thay đổi, bỏ cái bản đó rồi, thành một cái bản khác. Cái này là tùy quý vị bình luận nha. Công trình này là công trình khuyên góp của tờ báo Thanh Niên hay Tuổi Trẻ tôi quên rồi, tôi cũng không nhớ chính xác. Tôi nhớ này là bến đò, ở phía dưới là cái bến đò này quý vị. Trưa nắng này ta vẫn còn xúc cát này đó, bến đò bên kia đó mà. Cái mỏ than Nông Sơn nó có từ thời Pháp nha quý vị, thời Việt Nam á còn lệ thuộc á, gọi là Pháp thuộc. Vô đó không được, tôi đã từng vô rồi, người ta không cho vô mà đúng rồi đó. Ví dụ qua đó quý vị ôm trái, quý vị có thể đi lên luôn Hòn Kẽm đó dừng, nhưng mà lên trên cái huyện Hiệp Đức gì đó rồi đi sổ xuống. Còn phía sau lưng đi cái đường lên chút đi lên á thì đi sẽ không bị lạc, thì thuê đò chạy lên Hòn Kẽm đó dừng. Tôi cũng đã từng đi Hòn Kẽm đó dừng, nói chung là rất đẹp. Chút tôi sẽ chạy về, tới chỗ chạy về con cầu mới của cầu Nông Sơn. Còn việc người ta thay đổi cái lịch sử cây cầu xuất phát từ lòng hảo tâm của đồng bào trong nước và hải ngoại, do tờ báo Thanh Niên hoặc Tuổi Trẻ kêu gọi để làm cái cầu Nông Sơn này, theo tôi cần phải trả lại đúng lịch sử của nó. Đặc biệt tờ báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên đã phát động phong trào này cần phải lên tiếng để tôn trọng tấm lòng đầy nhân văn của những người đã bỏ tiền ra để xây con cầu với mục đích là tránh những tai nạn thương tâm đáng tiếc khi ở những vùng núi xa xôi phải dùng những con đò nhỏ mỏng manh đưa em học sinh qua trường. Tại sao một cái cầu nhỏ mang ý nghĩa như vậy mà không để đúng ý nghĩa của nó, là do tấm lòng của người dân Việt Nam. Tôi không biết có người hải ngoại không, tôi nghĩ chắc có, lúc đó báo chí đưa tin thì chắc có, mà lại bỏ cái đó đi, tôi không hiểu. Là Quế Trung 4 cây, Đà Nẵng 60, Quế Phước 10 cây. Đó. Là cái đường này là đường đi lên Hòn Kẽm đó dừng luôn.